anh. Nghệ sĩ đến thắp hương chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Hai chị. Chú Ngân Tấn. Chào mấy cưng. Dạ. Dạ. Chú nghệ sĩ Ngân Tấn đến thắp hương chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Rất là bất ngờ luôn. Đâu có chú chị bất ngờ luôn ha. Năm ơi lên thăm anh, năm ơi thăm đem bia lên rồi uống lon lon như năm kia. Dạ. Anh Thanh Tấn. Đem bia lên đầu lên rồi. Ca say hay nghệ sĩ. Anh thích uống như Ken á, anh uống Tiger. Dạ. Để cái mùi của chú thôi. Em lo hay lo đủ như năm nha, tâm sự. Yeah. Em hát gần đây năm rồi, đang đi diễn thử diễn buổi chiều ở gần Đại Nam á. Em ghé anh thăm anh năm luôn. Giờ này có show diễn gì ở bản tiệc đám dỗ của gia đình anh. Anh Tuấn như là thương dân đến xem. Sĩ nha chị. Sĩ. Chú Thành Tấn đó. Thành Tấn. Ca sĩ. Mai 49 ngày rồi. Chú Thành Tấn đó, ngủ biết Thành Tấn. Mai 49 ngày rồi. Thôi chết chén cho mình. Cái ly này đá nhiều, anh uống đá nhiều. Ờ, biết rồi, không biết. Bây giờ là chú Thành Tấn cui bia đó. Uống cùng chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú chị. Mai là 49 ngày của anh năm rồi. Dạ. Nay anh Nguyễn Tuấn lên thấy đẹp không anh? Nguyễn Tuấn về sân khấu không? Đẹp quá trời hôm qua. Cũng nhờ mấy em đưa mấy hình ảnh rồi anh cũng có xem để mà cũng quan tâm đến ảnh. Không có lên được thì cũng quan tâm qua hình ảnh. Dạ. Cảm ơn mấy em nhiều nha. Dạ. Dạ. Mình cũng không thấy không? Thấy. Có được hướng không? Không. Cas. Thế tại sao cas? Không phải cas mà là đá cá cây mà cas tận thân tướng. Gần túng. Nãy vô nhìn Linh Tâm. Linh Tâm. Lộn. Nãy vô nhìn Linh Tâm mà. Chắc chúng là Thanh Linh Tâm. Ngân Tướng. À, Ngân Tướng. Ngân Tướng. Ở 5 giờ có mặt với Thanh Thủ mình đây. Mấy số mà góp tiền rồi. Trong lòng quá muốn nghệ sĩ nào cũng muốn được cái ảnh đó. Con nghệ sĩ Thanh Tân, nghệ sĩ Ngân Tấn đang hát nhanh cho cô nghệ sĩ Vũ Linh nhé. Siêu qua sinh về Phật quốc ngũ tòa Bảo Châu, ngưỡng mong Phật pháp cao sâu độ người thoát khỏi khổ sầu nhiệt vương, sanh qua cảnh Phật niên trường chẳng còn đau khổ sáu đường thế gian,
dứt lìa mỗi nợ trái quan hưởng thụ thanh nhàn cõi thọ vĩnh thiên, đồng thành miễn đến Phật tiên độ đổi phủ quyền tất tổ siêu thăng, lục thân quyến thuộc đồng bằng giảng sanh tịnh độ siêu thăng liên đài, vào trong cửa phẩm con ngay hưởng tình quái lại trên ngài thảnh thơi, các con cung kính đồng tòa cầu xin tam bảo ân trên chứng lòng, nguyện cho tất cả chúng sanh minh siêu dương thế cõi thanh giữa kề, người người đắc giác nhìn nay sáng rõ giống bồ đề vào tâm. Nam mô cầu siêu độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu siêu. Vô đây được không? Được. Chú Vũ Linh rất là cảm động luôn mọi người. Chú Nga Tấn ơi, chú có thể chia sẻ những cái kỷ niệm của chú với chú Vũ Linh ngày xưa mà chú còn sống ơi. Chú có thể chia sẻ cho bà con cô bác nhiều lắm, không có nhiều lắm hả? Nhiều lắm không có thời gian. Chú không phải đi viện đúng không? Chú đang chuẩn bị viện vào lúc 5 giờ. Dạ. Dạ. Kể thì con nghe câu chuyện vui. Dạ. Dạ. Ảnh thì ảnh rất thương em Út. Dạ. Ai mà cần ảnh chỉ hết rồi. Dạ. Nhưng mà đặc biệt là ảnh thương em gái nhiều hơn em trai. Dạ. Thương nữ nhiều hơn tướng nam. Dạ. Cho nên là nhiều lúc nam cũng phân bì. Dạ. Có năm nhiều lúc ngồi nhậu với ảnh cho anh Năm ơi. Em thấy em để ý nha, anh thương nghệ sĩ nữ đạo nữ nhiều hơn là ghép nam. Ôi đúng rồi, anh có thương nữ anh tội nghiệp. Nữ nghệ sĩ thường thường là anh thương nhiều hơn, thì vất vả hơn, thì công nghệ này nhiều thiệt thòi hơn, thì anh phải thương hơn chứ. Con bì, anh thương nữ nhiều hơn, anh thương nữ đó, anh thương nữ nghệ sĩ em mốt rồi đó. Mình đỡ nhưng mà nó thật. Nữ nghệ sĩ nào mà hát giảnh là đều lên hết. Dạ. Khi nào hát giảnh là đều nổi tiếng hết. Từ sân khấu cho đến video. Mà khi đã đó là ảnh là khi mà muốn mà sản xuất ra một bộ tuồng có lương video là phải có tên Vũ Linh trước, rồi mới mình bán ở nước ngoài trước, rồi mình về Việt Nam mình sản xuất ở Việt Nam, bán ở nước ngoài để lấy doanh thu lại của sản xuất tiếp. Thì có tên Vũ Linh là số 1 trước, rồi bất cứ nữ nào cũng được, hát với nữ nào cũng được, miễn có tên Vũ Linh. À, đặc biệt như vậy đó. Cho nên ảnh là số 1. Và nó nếu mà thật, nếu mà có cái sách kỷ luật Guinness của Việt Nam á, thì đã từng xác nhận tuồng cải lương diễn nhiều sức nhất trên sân khấu, đó là nàng Seda, diễn hơn cả ngàn sức. Thì phải xác nhận ảnh, nếu mà có phải xác nhận ảnh là một kép hát vây video nhiều nhất của cải lương Hồ Hoàng. Nếu mà kỷ luật về xã hội luôn. Yeah. Nếu mà có lực nhé, là phải xác nhận ảnh là một nam nghệ sĩ quay video phải lương nhiều nhất. Mà chưa chắc ảnh nhớ anh quay bao nhiêu tuần. Giữa lúc giữa tuần anh quên, không anh nhớ tuần. Nay nhà chú nói đó là sự thật, đó là sự thật. Trong nghề ai cũng biết cái điều đó. Chỉ cần có tên Vũ Linh thôi là bán băng ok liền. Sẽ nhà sản xuất bên nước ngoài hoặc là những trung tâm bên này là nhận liền. Có tên Vũ Linh thôi, còn một cô đạo nào cũng được. Rồi sau này thì nhiều người nữ muốn hát với ảnh, nhưng mà ảnh rất là đặc biệt, ảnh nâng đỡ là lên liền. Nâng đỡ lên liền. Có một đặc biệt này, tôi tính xin kể, chỉ có nhiều một hai người là anh em trong nghề biết rồi, thâm tình với ảnh biết rồi. Dạ. Khán giả để ý, ảnh chỉ hát những tiệc cưới mà trong gia đình
và những anh em đồng nghiệp mời thầy Tánh cũng đi lại cũng dừng cũng đổ rồi ảnh ca còn xô đám cưới ảnh không bao giờ nữa. Và đây là bằng cúng của chúng là sĩ Vũ Linh chiều nay của chú anh chị, có trái cây và có chú nghệ sĩ Ngân Tấn vừa đến thắp hương và có mua bia của chú anh chị. Thôi giờ thời lượng video cũng đã dài, Vinh cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn Vinh kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha. Và cô chú anh chị và các bạn cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Vinh được phát triển hơn của chú anh chị.